thưa quý vị, phát biểu kết luận tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 30 vào sáng ngày 29 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề nghị từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy và các đảng bộ trực thuộc phải bám sát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu năm 2023 theo nghị quyết Đảng bộ tỉnh và nghị quyết của Đảng bộ cấp mình để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra. Các đại biểu dự hội nghị đã phân tích đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023, đồng thời đi sâu thảo luận về những giải pháp khắc phục những khó khăn vướng mắc, trong đó có vấn đề về thu ngân sách nhà nước, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác phòng chống tội phạm, công tác phát triển đảng viên. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị trong 3 tháng cuối năm, cấp ủy chính quyền các cấp tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư công và trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng nông sản ở khu vực cửa khẩu để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho hoạt động chế biến, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch gắn với phát triển thương mại dịch vụ, nhất là các sản phẩm dịch vụ của địa phương có chất lượng để thu hút du khách, triển khai các biện pháp để thu ngân sách đạt theo dự toán đề ra. Tiếp tục tập trung củng cố hệ thống y tế công lập để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân. Đối với công tác xây dựng đảng, đồng chí Nguyễn Thành Tâm đề nghị cấp ủy các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý cán bộ, đảng viên. Các đồng chí, cấp ủy viên, các cấp quan tâm tập trung triển khai các chương trình đề án 02-03. Báo cáo các đồng chí cái này nói hoài nhưng mà nói lại cũng không thường, bởi vì 02-03 đã nêu ra các giải pháp rất cụ thể được chúng ta thống nhất để triển khai thực hiện, để chúng ta quản lý cán bộ đảng viên, không để cho cán bộ đảng viên vi phạm để tới cái mức mà phải bị xử lý kỷ luật.